Bố mẹ tức bình hạc bên. Cứ ế hình ăn đầy hoang tỷ dù bơ côn, ngân vốn, hào quân chơ ế nông nghiệp, cả tỷ mương bu Nghệ An. Sự chính quyền tăng bí nòng cả nị, nhăng ế tẻ, xuân hành chơ bòm ế, quân chế ở tầng hai neo sản phẩm. Chơ bòm ế nị, chơ cúc im hên đầy. Hay và cứ ế đầy hành mặn, có nhăng mê chú ăn và ọc, tầng chơ tốt sỏi, tại mưa cơ chế chính sách, cơ sở pháp lý, có khư chơ hù ế, hong chú côn bòm ế nị. Hữu Thanh Trương mẹn bàn mương, mê tỷ buộc che ổm. Hơn ai Nguyễn Văn Đương rủ xã Thanh Mai huyện Thanh Trương, im tông tụp sao tỷ, cư xử chu neo phương tiện neo mảy, cứ ế che. Binh quân là bi, cà nì ế tẻ bẹt hỏi, họt cao hỏi tần che nhọt đíp. Lưa mèn xí hỏi, họt ha hỏi tần che nhọt khô. Tỏ mấy hào hờ xuất khẩu. Bi nỉ năm thực tòng hong dịch COVID-19, và neo hang bỏ xuất khẩu đầy. Hay và năm mưa hứng nhạo, bòm hàn chơ thu nhập hong bí nòng, có mèn toàn hào. Đơn vị ý mới hào sọc sử nguyên liệu hơ bí nòng, năm giá mèn xí nghìn, họt hà nghìn là lô. Thực sự là rất khó bạn, nhưng mà muốn thu mua cho bà con là để bà con... Chơ tẻ xì mèn khôn nhạc, quân chơ hai, hay và công ty của ếm sử hơ bí nòng, cư bí nòng yên chơ, hàng ma tỷ nguyên liệu chè. Chơ cơ sở chế biến hong doanh nghiệp, ban bảnh khôn nhạc năm bí nòng khứ ả. Bí nòng tì buộc che hong xã Thanh Mai huyện Thanh Chương, quim ban bảnh năm doanh nghiệp. Khư môi hò bừng môi, tân bít nhỏ che, chất lượng đi. Hò chơ mèn chế biến, khăn khang túp sỏi, chù xưởng che, quân chơ chiến, tân tòng hò. Bí nòng có bòm năm doanh nghiệp, mèn ế dở, hai lơ hờ nở, ngân nguyên liệu, hơ hòt chơ, mi đủ chơ mèn thanh toán hơ pin hỏng. Che thì đền lửa là phải thu hoạch thì... Che và hoạt là xì pít nhọt lọc, pít nhọt xì và may man và mấy xó ma sử hợ, bọc xì còn ngầm dàn hình. Chơ cai, chính quyền bán mương quyểm khai hội nông dân, chu hợp tạc xã, tô hồi nghề nghiệp, ế côn tỏ khát tảo thang, cứ ế đi đầy. Quân ngã môi hòt chơ tút sỏi pin hỏng, pin phúc, chù neo sản phẩm mốt sắp tang Việt gạp. Khư mèn chơ liền cải mốt hong bí nòng xà Thanh Xuân. Cần nì, nọc chất tút sỏi hong ngành khoa học công nghệ, tè chơ sòn neo hoặc chơ bằng mòi. Bí nòng im bòm năm doanh nghiệp, hai ọc neo sản phẩm, sắp là đơn hàng, tè chu tỷ quân tỉnh. Còn năm hẳn, chơ liền cải, hoặc tỏ lơ, xì hai hoặc ả. Tôi khùng hong bí nòng tân tửa đầy nho sung. Mà nằm mô hình liền cải mốt, sắp mô hình mèn bòm ít, tại bi song ít xếp bẹt. Hơn ai Nguyễn Quang Liên, dù bàn phương thảo xã Thanh Mai, to liền hơn hỏi tô cải. Hai lăng hơn pi nửng liền sắt, hên ăn đầy. Mèn ao ma kinh tế sung. Và tè pi song nghi sao họt nỉ, tay hơn ỉm khai quảng, hơn bên xám hỏi, họt hà hỏi tô cải là. Chân nỉ xã Thanh Xuân, ỉm bên tổ hợp tạc quân chơ liền sắt đầy. Tông phùn ế kinh tế xã hội bay hơn. Cái thứ nhất là đã biết cách chọn giống, cái thứ hai nữa. Ăn đầy cúc mèn hù sòn neo, sang mèn tì hai ọc cỏ đầy. Chứ hù bòm ít, càng mèn tì hai hang công ty hồi nông dân, tì hang thực phẩm, xì chứ hai ọc cỏ đầy. Thì đánh giá một cách khái quát, cái mô hình là lan tỏa. Mọi mà tầng mít xì mô hình ìm bè bên đầy đi. Trên nỉ ý mi húc xếp xam hơn bẻ bên mô hình nỉ, tông bồn hào chơ xòa vang rực rẹp. Nhân cả huyện Tân Kỳ, chẳng mi mô hình bỏm ít, men pí nòng gọp đin, nghen ế việc, cư bằng mòi, biển hờ ngân vồn. Nhân đơn vị, hiệp hội ế xuân, tông bồn neo, tân hai sử neo sản phẩm. Khư mô hình mà mỉ, thái, năng xìu, hong song tay hơn, ông Nguyễn Văn Hiền, tân ông Nguyễn Xuân Minh, rồi bàn Xuân Hương xã Hương Sơn. Nước tỷ đinh hẹt ta nừng, hiệp hội ế xuân cương ngọc, im mền ao neo hờ bí nỏng bù còn, bọc giòn mưa khoa học kỹ thuật bằng môi. Cai song pi ế thử, có mầm mì bẻ bên đi, năng suất đầy. Ăn chào mền, lăng chơ pít mà khọt lơ, hiệp hội ế xuân xử mết sản phẩm khư kham kịt. Mền và pi nỉ, năm thực tòng hong dịch COVID-19 và hai nhạc hơn, hai năm, chù côn bục mỉ, có nhăng mi thu nhập,
50 tỷ hai ọc đầy. Doanh nghiệp thì tạo điều kiện đâu ra đâu vào cho chúng tôi hoàn hảo và chúng tôi. Doanh nghiệp im túc sỏi hơ tu khỏi cho hai ọc. Tớ mền lăng chơ pít nhỏ nỉ xỉ hai đầy, tu khỏi cho nhân khai quàng ọc tùm. Thời gian tới thì chúng tôi cùng tiến hành khảo sát. Cho nhằm hàm hòt xì tu khỏi chẳng biết xẹp môi cả nước tỷ dù. Và hơn lơ nhăn giữ ít xì tu khỏi xì bọc sòn 5 công ty cử mi tỷ hai ọc hơ neo sản phẩm. Sắp xẹp môi 7 mít, mô hình pòm ít sản xuất tân chế biến tiêu thụ neo sản phẩm, cai chu hợp tạc xà, tô hợp tạc, tô hồi nghề nghiệp, cả nước tỉnh và huồm, chu huyền mương pu và điều, im pẹp mến cả chu huyền xà. Tại hẳn, mi lai tỉ nguyên liệu, tốt sỏi hờ công nghiệp chế biến xuất khẩu, mưa chủ nạ. Khư chu tỉ nguyên liệu tre, chết nghìn xong hỏi sau 2 hecta, hơ sản lượng tre nhọt đíp, chết xếp hàng nghìn tận là pi. Cao su, xếp 1.000 hốc hỏi pè xếp xong hecta. Sản lượng mền giang khô, 4.000 xám hỏi hà xếp tận là pi. Ỏi nguyên liệu, đầy sót 4.000 cao hỏi xếp xám hecta. 5 sản lượng, tỷ nừng hà hỏi nghìn tận. Tỷ nguyên liệu men co. Cả tỷ nguyên liệu, tâm biết bé bỏm 5 đơn vị doanh nghiệp chế biến. Nì có mền ăn mền nho sung giả trị, hờ neo sản phẩm nông nghiệp. Thông qua cái hoạt động liên kết sản xuất kinh doanh và tiêu thụ. Cái chơ bỏm ít mưa chơ sản xuất kinh doanh tầng hai ọc neo sản phẩm, sắp tang cử mi đầy giá trị. Xì con biết mèn sỏi hơ chu hợp tạc xà mi chơ cử bên bùn đầy, chu ăn nhân xiêu, tầng ăn bể đầy. Con biết mèn mưa ngân, song mèn chơ hào ọc tầng hai đầy neo sản phẩm, xá mèn chu phương tiện kỹ thuật, tầng mèn chu ăn hủ đầy. Cái chú chơ bòm ít nỉ, xì sỏi hơ chú hợp tạc xà, ế đi hơn, quân chơ bìm phúc chơ sản xuất, khai quàng tì sản xuất đầy. Môi hỏt nghìn xám xíp bơn hốc pi song nghìn xa một, tình ý mi đầy xám hỏi hà xíp hà tổ hồi nông dân nghề nghiệp, mi đầy hỏi nừng sao chất tổ hợp tạc, ế mở đầy xám xíp một hợp tạc xà, sờ xám nghìn xó hỏi hà xíp chất côn ma nằm. Chú khối liên kết nỉ, tờ chu huyện Mương Pù, Hư Thanh Chương, Nghệ Đan, Quy Hợp, Quynh Lưu, Yên Thành, Hoàng Mai, Con Cuông, Tương Dương. Cái chủ chi hội, tổ hội nghề nghiệp ỉm phìm phúc đầy chủ mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp, soi hợp bí nòng, hợp tác quân chơ sản xuất, hai xử, ngân vốn. Chơ cúc, ép bên hờ hội viên, mưa chơ sản xuất, sắp giá trị, tầng ít tỷ điều. Cái hẳn, tông bùn, biển tối, neo co buộc, tô liễng, sắp tang, hai bên neo hàng. Soi hội viên nông dân, hội viên hợp tác xã khai quảng tỷ sản xuất, ao khoa học kỹ thuật hào, nho sung năng suất chất lượng, tăng giá trị hoang neo sản phẩm. Ca nì có sốn hênh, chứ hai xử neo sản phẩm này, khai quảng tỷ 2, ép bên tỷ 2 hàng thương mại điện tử. Và quá trình thực hiện thì chúng tôi thấy là giúp cho bà con nông dân. Cái chơ tảnh ọc xì tu khỏi im sỏi hơ bí nỏng, biển tồi này chơ hủ hiểu, tăng chơ ngầm, quân chơ bỏ biết. Các chợ sản xuất tăng khơi nằm chợ ế ổm. Hai và chợ tẻ cả chu tỷ bòm ít nỉ nhăng hến nổi lè pan bùn hạ ít cang chủ tổ muột tầng là doanh nghiệp ít nổi tò men chu tỷ hai sự neo sản phẩm chợ tòng tụp ít sắp chuỗi giá trị nhăng hến nổi có năm ăn nỉ năm doanh nghiệp cả chu tỷ mương pu men chu doanh nghiệp nổi tăng chọp men ít nổi nổi ngân vốn quân chơ mi nổi doanh nghiệp ổn men ít mít năm phí nỏng tài chơ tòng tụp ăn nổi men bên ọc nhang hến quân chơ bỏm hết hành men đi na nhang hến nổi lẻ bài bên chù tổng na mẫu ổn chơ ngầm hong phí nỏng men giữ ít men hạc ít nửa tỷ đinh hong tô mi chơ im hao hợp tạc xả hay lơ tổ nghề nghiệp hay mi côn có bài ếch sắp chương trình hoang hợp tạc. Anh ý còn mê mền, quân chơ bỏm ếch, nhăng phải ếch đi, phải ếch sắp hợp đông. Cả hợp tạc xà dịch vụ nông nghiệp xếp cao Bươn Hà, huyện Nghệ Đan, mền hết đầy khứ ạ. Ni mền nừng quân chu hợp tạc xà nhăng hủ họt nơi thị trường hương pi, hay và có biến ọc anh ý. Trong quá trình liên kết thì về cơ sở pháp lý thì quân chơ tài ọc bỏm ếch, thế năm và mưa pháp lý có bài hồ tỏ lơ năm hàn pí nòng
có bài ao sản phẩm mưa tỷ điều, mi chú đơn hàng ổn, túc hòi có bò túc sỏi đầy, khơ hẳn toàn họt mèn ăn ế đầy, hoang hợp tạc xà. Trong quá trình thực hiện cái tổ liên kết, thì cái tính pháp lý. Quân cho tài ọc xì mưa pháp lý, căng côn liền sắt, tầng gia trại trang trại, tầng đơn vị xử nêu sản phẩm xì bài đế đi. Nhưng hết mền chưa sản phẩm và đầy giả, xì mi côn ma xử, bị nòng im hai đầy, khư hắn và côn đăng ký chơ cúc chẳng bỏ sự này, bỏ khư nhằm cam kết chơ cúc, ăn nừng khôn nhạc nơ mền. Nói doanh nghiệp ổn, bài bỏm năm bị nòng, tài chơ sản xuất, hợt chơ xử nêu sản phẩm. Nừng quân chú ăn và ọc ếch khôn nhạc, hờ chơ khai quảng bỏm ít quân chơ sản xuất, hai xử nêu sản phẩm. Hắn mền chú hợp tạc sản nông nghiệp tỉ Mương Pù, bài mi chia chảo quyên dung đình. Năm hẳn, chùa côn quân khối bòm ít, bài ma năm, chùa ngân vốn mản đầy túp sỏi. Ăn đi có mệnh ăn nhang khòng, ca chơi tòng tục mưa khoa học kỹ thuật, khai quảng tỷ sản xuất, tòng tục hậu. Chơi mà ít chu tỷ giao dịch, hai lơ mệnh tỷ bài, trực trao neo nông sản, chùa hợp tạc giả, có nhân nhạc ế đầy. Chúng tôi cũng mong đề nghị nhà nước hỗ trợ. Tôi gọi có những dược hơn được tốt sỏi hờ tôi gọi khờ mi chìa chảo quyên dung đình, cứ chia lại, cơ đáy mản ngân vốn, toàn tục hào mô hình. Có những vả chơ bỏm ít quân chơ sản xuất, tân chế biến hai sự neo sản phẩm nông nghiệp, nhang mèn chữ ép mở ao ma đầy, nhớ sung giá trị sản phẩm, cơ bẻ bên nông nghiệp, sắp tàng hành mặn. Hai vả ăn hên đầy, chơ bỏm ít nỉ, nhang bẻ mi đầy khư chơ dược. Năm hẳn, nọc chế tẻ hong doanh nghiệp, xì bí nọng chính quyền chủ cấp, phải xếp môi ma, tửm hào chủ cơ chế tốt sỏi, cơ doanh nghiệp tông tụp hào mưa nông nghiệp. Chơ vào quàng bọc son mưa pháp lý, khoa học kỹ thuật, có men phải đây thành óng mít, cả chủ tổ hội nông dân, hợp tác xã. Là tiếp tục tham mưu cho tỉnh ủy. Chơ nham hàm họt tu khỏi chả nhân vả hơn năm tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, xuân hành chù chơ ít mưa kinh tế, bài bỏm năm chơ sản xuất hai xử, tốt sỏi hơ chù chơ ít mưa kinh tế tập thể, hợp tác xã. Bài bến sắp tang mẹn bỏm ít quân chơ sản xuất hai xử, tăng hai ọc neo sản phẩm, căng chù hợp tác xã năm căn, tăng căng hợp tác xã năm doanh nghiệp, xoài chù hợp tác xã mi tửm ăn, bài hào năm chơ bỏm ít. Cứ khai quảng bè bên chú khối liên kết, bè bỏm quân chơ sản xuất hai xử neo sản phẩm nông nghiệp. Nó chế tẻ tại bí nỏng doanh nghiệp, chính quyền chủ cấp. Sự nhân dực, mi chơ mẹn tòng tốp hào, mưa chơ nông nghiệp, cứ bè bên ế này, sắp là tỷ là bàn mường. Tăng sáng hẳn, phải đi mưa quy hoạch, cứ ế bên chú tỷ, mẹn bè bỏm áo khoa học kỹ thuật hào, vì phúc chú tỷ ế thương hiệu, tăng ế hơn đầy hệ thống thương mại điện tử. Mi đầy khứ ả, chẳng ép bên chú tỷ bòm ít. Mưa mẹn chơ sản xuất tầng hai ọc. Cành chơi mà ên nổi lẻ. Cư tế hàn ông ma giá trị kinh tế ổn, tông bồn hào chơ xóa vang rực xẹp, cả tỷ Mương Pù, Nghệ An.